Chào mừng các bạn đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn nghe tiếp chuyện tướng môn độc hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Chương 160, ép gà. Thời gian dần trôi, chuyện của Minh An từ từ phai nhạt, đại lý tự chậm chạp điều tra không ra kết quả, vua Văn Huệ tức giận, hoàng phủ Hạo bất mãn, nhưng không ai tìm được chân tướng. Mấy hôm nay, thẩm phủ có chuyện đại sự. Thẩm Nguyệt đã đính hôn, không bao lâu nữa phải xuất giá. Người định hôn với nàng là Vương Bật, công tử nhà Vương ngoại lang, một quan viên mũ phẩm. Nhà họ Vương chỉ có hai con trai, con nhỏ chưa tới 10 tuổi, Vương Bật là trưởng tử, năm nay 24 tuổi, đã nhận chức ở phủ học sĩ, là người học thức uyên bác, tiền đồ rộng mở. Vương ngoại lang tuy không phải trọng thần trong triều, nhưng giao thiệp rộng rãi, nếu Thẩm Vạn tạo được quan hệ với ông ấy, đường làm quan sau này sẽ có nhiều trợ lực. Thẩm Vạn vì con đường thăng quan, còn Trần Nhược Thu, nàng thấy Vương Bật là trưởng tử, trong phòng không có thiếp thất, gia đình đơn giản, Thẩm Nguyệt từ nhỏ được dạy dỗ chu đáo, là một tiểu thư uyên bác lễ nghĩa, gả qua có thể nắm chặt lòng của Vương Bật, ngày sau sinh được con trai con gái thì có thể đứng vững ở vương gia, cả đời nhàn hạ. Việc hôn nhân này Trần Nhược Thu trực tiếp trao đổi với nhà họ Vương, đã đổi bát tự, sau khi Thẩm Nguyệt biết chuyện thì đại náo một trận trần nhược thu ngày thường rất dịu dàng nhưng lúc này lại cứng rắn thẩm vạn trước nay yêu thương con gái giờ cũng không nghe thẩm nguyệt khẩn cầu thẩm lão phu nhân càng muốn gả nàng nhanh chóng hiện nay trong phủ khó khăn ngày qua gian nan nuôi một vị tiểu thư ở trong phủ ăn mặc chi dùng tiêu phí rất nhiều thẩm nguyệt cường liệt nên thẩm vạn phạt nàng quỳ ở từ đường trước mặt tổ tiên ăn năn sám hối thẩm nguyệt ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt nói đến cũng châm chọc, từ đường này là nơi quen thuộc với thẩm diệu, có một lần thẩm diệu quỳ từ đường xảy ra hỏa hoạn, thoát chết trong gang tắt, đó cũng là lúc thẩm tín hồi kinh, kể từ đó mọi chuyện với thẩm diệu đều thuận buồm xuôi gió, bởi vì nàng ta có chỗ dựa. Thẩm Nguyệt tin tưởng, nếu có một ngày thẩm diệu muốn gả cho phó tu nghi, vợ chồng thẩm tín sẽ không ngăn trở, không giống như cha mẹ ép uổng nàng. Thẩm tín quyền cao chức trọng, muốn gả con gái, ngay cả phó tu nghi cũng khó lòng cự tuyệt, huống chi thẩm diệu không còn là kẻ bất tài như hai năm trước. Vừa nghĩ tới khả năng thẩm diệu đến với phó tu nghi, trong lòng thẩm nguyệt rất khó chịu, nàng không cam lòng, tại sao lúc trước bốc cháy từ đường thẩm diệu không vùi thây luôn đi. Đang oán trách, nàng nghe thấy âm thanh bên ngoài, tưởng trần nhược thu phái người đến đưa đồ ăn, nàng nổi giận hét lên, ta không cần gì cả, đi ra ngoài. Thanh âm kia vẫn tiếp tục, Thẩm Nguyệt tức giận nói, ta bảo ngươi cút. Cửa lớn kẹt một tiếng mở ra, một cái đầu ngó vào, là Thẩm Đông Lăng. Thẩm Nguyệt sừng sốt, Thẩm Đông Lăng len lén nhìn xung quanh, đóng cửa lại, đến trước mặt Thẩm Nguyệt, đặt giỏ che xuống, nói nhỏ, hộ vệ và ma ma bên ngoài say rượu, ta lén vào, biết tỷ cả ngày chưa ăn gì nên ta mang điểm tâm đến. Nhị tỷ, ngươi ăn đi, nhỏ tiếng một chút thẩm nguyệt ngẩn ra nhìn thẩm đông lăng vén giỏ trúc lấy ra từng chiếc bánh ngọt trong lòng cảm động nàng bỏ ăn một ngày cha mẹ mặc kệ không hỏi vậy mà thứ muội thường ngày nàng đối xử qua loa lại nhớ tới nàng nàng nói ngươi đừng phí sức ta ăn không vô thẩm đông lăng nhìn nàng vì sao nhị tỷ không muốn gả cho vương công tử nhị tỷ lưu luyến thân nhân phải không ta nghe tam thẩm nói hắn là người tốt gia đình đơn giản Tỷ gà qua sẽ là chủ mẫu à?" Thẩm Nguyệt liếc nhìn Thẩm Đông Lăng, vừa khinh thường Thẩm Đông Lăng mây thơ, ếch ngồi đáy giếng, chỉ một vương bật đã thấy mãn nguyện, vừa hâm mộ Thẩm Đông Lăng như một đứa bé đơn thuần, sống vô tư vui vẻ. Thẩm Nguyệt cười khổ nói, "Hắn có tốt hay không thì liên quan gì, hắn đâu phải người trong lòng ta?" Thẩm Đông Lăng giật mình, chẳng lẽ nhị tỷ đã có người trong lòng? "Đúng thì sao?" không phải thì thế nào thẩm nguyệt cười thảm ai bảo ta sinh ra ở thẩm gia ngay cả quyền lựa chọn phu quân cũng không có cha mẹ chỉ lo con đường thăng tiến không màng đến cảm nhận của ta đôi khi ta thấy không bằng chết đi còn hơn thẩm đông lăng hoảng sợ xua tay nói nhị tỷ đừng làm chuyện dại dột trên đời chuyện gì cũng có cách giải quyết sao nhị tỷ không nghĩ thoáng hơn tam thúc yêu thương tỷ như vậy chẳng lẽ lại hại tỷ gả cho vương công tử đâu có gì là xấu không chừng hắn còn là phu quân trong mộng của rất nhiều cô gái bọn họ nghe tin sẽ hâm mộ tỷ vận khí tốt a à? như ta đây nếu có thể gả đến nhà họ vương chỉ sợ di nương mỗi ngày sẽ đi chùa thắp hương bái tạ quan âm bồ tát đã ban cho ta nhân duyên tốt thẩm nguyệt lắc đầu cười chí hướng hai người không giống nói không thông thấy thẩm đông lăng nhìn nàng với ánh mắt hâm mộ nàng nghĩ cũng đúng một thứ nữ có thể làm chính thê đã là rất tốt, huống hồ còn là chính thê nhà quan. Thẩm Đông Lăng thấy nàng vẫn giàu dĩ không vui, nói, xe đến chân núi ắt có đường, nhị tỷ đừng luẩn quẩn trong lòng nữa. Tỷ không nhớ lúc trước ngũ muội cũng làm mai đó sao, nàng cũng náo loạn một thời gian tưởng không có đường cứu vãn, nhưng đại bá đại thẩm vừa về mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Lời thẩm đông lăng dường như băng quơ, nhưng thẩm nguyệt nghe được ngẩn ra. Đúng vậy, trước đây từng bàn chuyện hôn sự của thẩm diệu, nhưng vì vợ chồng thẩm tín hồi kinh nên tránh được việc cháo hôn. Việc này nàng lén nghe Trần Nhược Thu và Hạ Nhân bàn luận, nếu thẩm thanh và thẩm diệu có thể cháo hôn, tại sao nàng không thể? Trong lòng thẩm nguyệt kích động, ý nghĩ kia dần dần hiện ra ngày càng rõ ràng, ngày càng hoàn chỉnh, ánh mắt của nàng rời đến trên người thẩm đông lăng. Chẳng phải người đã tự dâng tới cửa rồi sao? Thẩm Nguyệt bắt lấy cánh tay Thẩm Đông Lăng, nhẹ giọng nói, Tam muội, ngươi thấy ta đối đãi ngươi như thế nào? Thẩm Đông Lăng sừng sốt, cúi đầu ngại ngùng, nhị tỷ không chê xuất thân của ta, đối với ta rất tốt, cả phủ chỉ có mình tỷ nguyện ý nói chuyện với ta. Thẩm Nguyệt trước giờ luôn tỏ vẻ cao quý hào phóng, dù trong lòng khinh thường Thẩm Đông Lăng nhưng ngoài mặt vẫn không hiển lộ. Nhất là sau đêm hội hoa đăng, Thẩm Nguyệt thiếu người làm nền, nên vẫn luôn tìm thẩm đông lăng trò chuyện người ngoài nhìn vào luôn cảm thấy quan hệ hai người rất tốt nghe vậy thẩm nguyệt nở nụ cười nàng nói ta muội hiện giờ ta có chuyện khó xử ngươi có nguyện ý giúp ta không thẩm đông lăng vô tư cười nói không thành vấn đề chỉ cần ta làm được tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ nhị tỷ thẩm nguyệt nắm tay thẩm đông lăng càng chặt hơn ngươi nói vậy là ta yên tâm rồi ngươi thay ta gả cho vương bật được không nghe lời này thẩm đông lăng sợ ngây người nàng rút tay về bối rối nói việc này không thể nhị tỷ nếu là việc khác ta sẵn sàng giúp ngươi duy có việc này ta ta không giúp được ngươi có thể thẩm nguyệt không buông tay gấp gáp nói không phải ngươi nói vương công tử rất tốt sao không phải ngươi nói nếu được mối nhân duyên này di nương sẽ vui vẻ sao tam muội van cầu ngươi giúp ta thẩm đông lăng liên tục lui về phía sau nói thì nói thế nhưng việc này rất mạo hiểm nếu lộ ra ta sẽ bị đánh chết ngươi cũng liên lụy nhị tỷ vì sao ngươi cố chấp như vậy ngươi đồng ý gả thì mọi việc sẽ được giải quyết thôi mà thẩm nguyệt nhìn thẩm đông lăng nước mắt chảy xuống nàng vốn văn nhã nhu nhược hiện giờ biểu hiện yếu đuối như vậy làm lòng người chua xót nàng tuyệt vọng nói tam muội nọc rắn đối với người thường là độc dược vào tay y sư lại trở thành thuốc chữa bệnh hôn sự này đối với ngươi là nhân duyên tốt đối với ta là bùa đòi mạng ta đã có người trong lòng cả đời này không phải hắn thề không lấy chồng nếu mọi người ép buộc ta gả ta cho người khác thì ngày cưới cũng sẽ là ngày ta tự kết thúc mạng sống chính mình nói đến đây đột nhiên thẩm nguyệt quỳ xuống khấu đầu với thẩm đông lăng ngươi không đồng ý tức là ngươi muốn chặt đứt sinh mệnh của ta tam muội nể tình tỉ muội nể tình trong toàn bộ thẩm phủ chỉ có mình ta đối xử tốt với ngươi ngươi hãy giúp ta cứu mạng ta a à ta tam muội thẩm đông lăng thấy thẩm nguyệt quỳ xuống thì sợ ngây người hoảng hốt không biết làm gì nàng kéo tay thẩm nguyệt nói nhị tỷ ngươi đừng như vậy đừng làm ta sợ a à. thẩm nguyệt lôi kéo thẩm đông lăng tam muội nhị tỷ van xin ngươi chỉ một lần này thôi chẳng lẽ ngươi muốn ta trở thành một nắm xương trắng ư? Thẩm Đông Lăng cắn môi nhìn Thẩm Nguyệt tóc tai bù xù, hai mắt đẫm lệ, quả thật đã rơi vào đường cùng, miễn cưỡng gật đầu nói, nhị tỷ, ngươi đứng lên trước, ta đồng ý với ngươi. Ánh mắt Thẩm Nguyệt sáng ngời, ôm lấy Thẩm Đông Lăng, không ngừng nói cảm ơn, bộ dạng cảm kích tận xương tủy, nhưng gương mặt sau lưng lại lộ ra nụ cười đắc ý. Thẩm Đông Lăng ngập ngừng, nhưng mà, Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, cháu hôn không phải chuyện nhỏ, nếu lộ ra ai cũng phải gánh chịu hậu quả. Hơn nữa Tam Thúc, Tam Thầm lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Thẩm Nguyệt kích động, kéo tay Thẩm Đông Lăng nói, "Đương nhiên rồi. Ta muội yên tâm, ngươi đã hy sinh vì ta, nếu chuyện bại lộ ta nhất định bảo vệ ngươi, nhất định giải thích rõ ràng, mọi chuyện là do ta ép ngươi, không để ngươi phải liên lụy." Thẩm Đông Lăng cười ta tin nhị tỷ. Thẩm Đông Lăng trở lại Thải Vân Huyền thì trời đã tối đen như mực, nàng trộm đi nên vạn di nương tưởng nàng đã nghỉ ngơi. Nhà hoàn hạnh hoa hỏi, tiểu thư phải gà thay nhị tiểu thư thật à? Gà chứ, sao lại không? Thẩm Đông Lăng nhìn hạnh hoa vén màn, nàng ngồi lên ghế dài, thản nhiên bưng chén trà uống một ngụm, tươi cười hoàn toàn khác vẻ hốt hoảng vừa rồi. Nhà họ Vương là nhà quan, Vương bật có tiền đồ, Hậu viện lại thanh tịnh, với xuất thân của ta thì cả đời này cũng không thể với tới, nay cơ hội đã đến, ta đâu có ngốc mà không nắm lấy. Nói như vậy, phải cảm ơn nhị tiểu thư đã tác thành cho một mối nhân duyên A. À. Hạnh hoa cười nói, tác thành, thẩm đông lăng trào phúng, đứa ngốc này, không lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng thẩm phủ này còn có người tâm địa Bồ Tát? Hạnh hoa sửng sốt, khó hiểu, tiểu thư nói vậy ý là người nghĩ nếu có một ngày sự việc bại lộ thẩm nguyệt sẽ đứng ra nhận trách nhiệm bảo vệ ta ư không đâu nếu thật sự có ngày đó việc đầu tiên nàng ta làm sẽ là hát toàn bộ nước bẩn lên người ta nói rằng ta tìm cách chiếm đoạt hôn sự của nàng nàng là người chịu oan ức dù nhị phòng hiểu rõ nhưng họ không muốn kết thù với tam phòng và nhà họ vương cũng sẽ đổ trách nhiệm cho ta gánh vác về phần lão phu nhân thẩm đông lăng cười lạnh một thứ nữ như ta trong mắt nàng không thể so với đích nữ, kết cục là phải hy sinh ta, bảo vệ thẩm nguyệt. Hạnh hoa kinh hãi nói, nhưng nhị tiểu thư vừa mới hứa. Thẩm đông lăng lắc đầu cười nói, ngươi tin vào lời hứa của thẩm nguyệt. Ta nói cho ngươi biết, trong thẩm phủ này đừng nên tin ai, đây là trốn ăn thịt người, mạnh được yếu thua, ở đây ai cũng ít kỳ độc ác, chỉ biết nghĩ cho mình. Nếu thẩm nguyệt tốt đẹp như vậy, sao không nghĩ cho người thân nhận lời gả đi, mà ép buộc ta thay nàng lập gia đình. Hạnh Hoa lo lắng nói, một khi đã như vậy, sao tiểu thư không từ chối, nếu cuối cùng người gánh hậu quả là tiểu thư vậy phải làm sao bây giờ? Thẩm Đông Lăng hồn nhiên cười, yên tâm đi, nếu đã nhận lời, ta tất nhiên có sự chuẩn bị. Hạnh Hoa, ngươi phải nhớ cho kỹ, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Chúng ta nên học theo ngũ mũ muội, có cơ hội phải lập tức rời khỏi nơi đầm rồng hang hồ này. Hạnh Hoa hiểu ra, gật gật đầu, chợt nhớ tới cái gì liền hỏi, việc này có cần nói cho Di Nương biết hay không? Không cần, thẩm đông lăng quả quyết cự tuyệt, Di Nương nhát gan, sẽ không đồng ý việc cháu hôn, đợi việc thành rồi nói với nàng cũng không muộn. Hạnh Hoa nghe vậy gật đầu lui ra. Chuyện hôn nhân của thẩm nguyệt, trong thu thủy uyển cũng có người đang đau đầu. Cả ngày hôm nay Nguyệt Nhi không ăn gì, sợ là thân mình không chịu nổi. Thẩm Vạn nói, trong lòng hắn luôn yêu thương đứa con gái bảo bối này, nếu không phải Thẩm Nguyệt cãi lời hắn, thích người không nên thích, thì hắn cũng không nỡ trách phạt nàng. Ta phái người đưa đồ đến nàng cũng không ăn. Trần Nhược thu thở dài, ta mở cửa cho Tam tỷ nhi vào khuyên nàng, chắc đã chịu ăn rồi. Tam tỷ nhi? Thẩm Vạn nhíu mày, nguyệt nhi thân thiết với nàng ta từ khi nào trong mắt thẩm vạn một đích nữ không nên quá thân thiết với thứ nữ nên nghe vậy cũng không vui trần nhược thu cười nói cũng mới qua lại vài ngày thôi lúc trước trong phủ có thanh nhi cùng nguyệt nhi trò chuyện sau này trong phủ vắng vẻ ta thấy tam tỷ nhi thành thật nên bảo nguyệt nhi qua lại cho có bạn chỉ để giải khuây chứ không thân thiết lắm thẩm vạn im lặng trần nhược thu lại nói hiện giờ ta chỉ lo Nguyệt Nhi cứ cố chấp như vậy đến ngày thành thân làm sao bây giờ. Phạt Nguyệt Nhi vài hôm là thì ổn thôi, nàng là mẹ, đến lúc đó nên lựa lời khuyên bảo. Nếu không được, đến hôn lễ vẫn nháo loạn, thì phải nghĩ biện pháp. Trần Nhược Thu nghe vậy giật mình, trước giờ thẩm vạn luôn dịu dàng với nàng, ít có thời điểm bắt buộc như vậy. Nàng nhạy bén phát hiện sự mất kiên nhẫn trong lời nói của phu quân, Nghĩ đến mấy hôm nay Thẩm lão phu nhân liên tiếp nhắc đến chuyện nạp thiếp, trong lòng nàng bất an, tiến tới ôm sau lưng Thẩm Vạn, "Đợi nguyệt nhi xuất giá rồi, lão gia cùng thiếp nghỉ ngơi vài hôm đi." Mấy ngày nay thấy lão gia không được vui, không biết quan trường có chuyện gì không hài lòng, lão gia không tâm sự với thiếp, trong lòng thiếp lo lắng a. À. Tuy Trần Nhược Thu đã lớn tuổi, nhưng nàng bảo dưỡng rất tốt, lại hiểu rõ Thẩm Vạn, biết hắn thích dáng vẻ nũng nịu thế này không ngờ thẩm vạn vỗ vỗ tay nàng, cười nói, chờ hôn sự miệt Nhi hoàn thành rồi nói. Trong giọng nói có vài phần sắc lạnh. Lòng trần nhược thu dần trầm xuống, cánh tay đang ôm lấy thẩm vạn dần siết chặt hơn. Thẩm diệu nhận được thư của Bùi Lang. Trong thư nói dường như Phó Tu Nghi đã phát hiện mối quan hệ giữa Thẩm Diệu và Duệ Vương, để thử xem việc này có chính xác hay không. Phó Tu Nghi cố tình dẫn dắt chuyện Minh An lên người Thẩm Diệu trước mặt Hoàng Phủ Hạo. Một khi hoàng phủ Hạo ra tay, chỉ cần nhìn chằm chằm Duệ Vương sẽ tìm ra manh mối. Thẩm Diệu không ngờ Phó Tu Nghi lại nhạy bén như vậy, nhưng làm vợ chồng nhiều năm, nàng hiểu rõ Phó Tu Nghi rất giỏi lần theo dấu vết điều tra chân tướng, nếu hắn bất tài thì trong cuộc chiến đoạt đích cũng không trở thành người cuối cùng ngồi lên vương vị. Nhưng nàng không quá lo lắng, hoàng phủ Hạo không phải người dễ xúc động, nhất là việc liên quan đến Thẩm gia, hắn sẽ hành xử cẩn trọng hơn. Cuối cùng, trong thư còn nói, nếu Thẩm Diệu và Duệ Vương có giao tình, khi gặp phiền toái nên tìm Duệ Vương nhờ giúp đỡ. Thủ hạ của hắn nhiều kỳ nhân dị sĩ, có hắn ra tay sẽ giảm bớt phiền phức. Đọc đến đoạn này Thẩm Diệu thấy kỳ lạ, Bùi Lang và Tạ Cảnh Hành không quen biết, nhất là Bùi Lang tính cách luôn thận trọng lại nói như vậy thật sự rất kỳ quái. Nếu Bùi Lang khuyên nàng tránh xa Duệ Vương thì còn có thể lý giải nhưng đây thật sự là thư của bùi lang nàng nghĩ mãi không ra nên bỏ qua không nghĩ nữa nàng mang thư tín đến bên lò than nháy mắt bức thư đã hóa thành cho tàn trên bàn có một phong thư đỏ thẫm đó là thiệp mời của thẩm phủ mời đến dự hôn lễ của thẩm nguyệt và vương bật không biết thẩm phủ nghĩ gì mà đưa thiếp mời tới thẩm trạch hai nhà đã sớm xé rách mặt thẩm tín và la tuyết nhạn chỉ nhìn qua không có ý kiến gì thầm diệu cũng không rảnh ôm việc. Nàng cầm tấm thiệp lên ngắm nghía, kiếp trước thẩm nguyệt đối với phó tu nghi tình sâu, không tiếc sống cô độc đến lúc đạt được mục đích, không ngờ kiếp này lại phải lập gia đình, nàng ta cam tâm sao. Chuyện hôn nhân này đúng là một bất ngờ lớn. Nghĩ đến đây nghe thấy tiếng lao sao ngoài cửa sổ, nhìn lại thấy tạ cảnh hành vị khách không mời. Hắn lười biếng nhìn thiệp hồng trên tay nàng, nhướng mày hỏi, ngươi muốn đi? nghĩ đến vợ chồng thầm vạn thương yêu thầm Nguyệt, hôn lễ của nàng nhất định tổ chức phô trương cho mọi người biết con gái họ quý giá. nhà thông gia họ Vương lại là người giao thiệp rộng rãi, Tạ Cảnh Hành biết việc cũng là bình thường. Không đi. Thẩm Diệu tùy ý ném thiệp lên bàn. Tạ Cảnh Hành sớm dự đoán được câu trả lời của nàng, hắn nhảy vào phòng, ôm khủy tay nhìn Thẩm Diệu nói một câu không đầu không đuôi. Thẩm Nguyệt bị nhốt trong từ Đường. Thẩm Đông Lăng đến thăm nàng ta thẩm diệu kinh ngạc nhìn tạ cảnh hành do dự hỏi ngay cả thẩm phủ ngươi cũng rình rập đường đường là duệ vương của đại lương sao lại vụng trộm theo dõi động tĩnh nhỏ nhặt ở thẩm phủ tạ cảnh hành ho khan nói không phải ta đi thẩm diệu hiểu ra tạ cảnh hành phái thuộc hạ theo dõi nhưng thật kỳ quái a à, hắn quan tâm tình hình thẩm phủ làm gì hắn và thẩm phủ không chút quan hệ kia mà thẩm nguyệt thành thân Người không vui à? Tạ cảnh hành hỏi. Người ở thẩm phủ không liên quan gì đến ta, cớ gì phải hân hoan vì họ. Hơn nữa, nhân duyên này có kết được hay không còn chưa biết, không đáng cao hứng. Tạ cảnh hành nhếch môi, ngồi xuống đối diện thẩm diệu, nhìn nàng nói, người nói giống như đã biết trước mọi chuyện. Người sẽ không vô cớ nhắc đến chuyện thẩm đông lăng và thẩm nguyệt, ta đoán chung quy hai người này đang muốn cháo hôn, cũng may người thẩm nguyệt tìm là thẩm đông lăng, như vậy chuyện này ắt có thể thành. Trong thẩm phủ, chỉ có một mình thẩm đông lăng là người thẩm diệu không thể nắm bắt, thứ muội này kiếp trước nàng lười để ý, không ngờ kiếp này lại nhìn ra một ít manh mối. Tính cách thẩm đông lăng rất giống phó tu nghi, rất biết ẩn nhẫn. Nhiều năm sinh sống trong thẩm phủ, dưới sự ức chế hành hạ và thủ đoạn của nhiệm nguyền vân mà nàng ta vẫn bình yên, để lại ấn tượng trong lòng mọi người là Thẩm Đông Lăng dễ bị bắt nạt, không tham lam thủ đoạn tranh giành như nhiều thứ nữ khác, tính nết lại tốt. Hiện giờ xem ra, trong toàn bộ nhị phòng, chỉ có Thẩm Đông Lăng và Vạn Di Nương là người thắng cuộc. Thẩm Đông Lăng bản lĩnh như vậy, Thẩm Diệu không dám khinh thường. Tạ Cảnh hành cười, "Sao ngươi biết bọn họ muốn cháu hôn?" Bởi vì Thẩm Nguyệt không muốn gả cho Vương Bật, nhưng cha mẹ lại ép gả. Nàng ta được nuông chiều từ nhỏ, chuyện gì cũng thuận lợi, sao có thể chấp nhận sự an bài này? Thẩm Đông Lăng cũng là cố ý muốn thay nàng, thuận mua vừa bán, đúng là một giao dịch tốt a. À. Tạ Cảnh Hành nghe Thẩm Diệu nói, lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt, hắn rất thích nghe Thẩm Diệu nói về đối thủ, cảm thấy dáng vẻ trang nghiêm của nàng thật thú vị. Hắn nói, sao phải ép gà? So ra Vương Bật rất xứng đôi với Thẩm Nguyệt. Đáng tiếc hắn không phải người trong lòng của Thẩm Nguyệt. Thẩm Diệu cười lạnh, Thẩm Nguyệt cố chấp như vậy, sẽ không vì người khác mà từ bỏ mong ước. Để gả cho người trong lòng, để không bị ép gả nàng ta phải tìm mọi cách. "Ngươi thì sao?" Tạ Cảnh Hành bỗng nhiên hỏi. Thẩm Diệu nhíu mày. "Tạ Cảnh Hành bâng quơ hỏi, nếu có một ngày ngươi cũng bị ép gả, ngươi sẽ làm thế nào?" Tướng Môn độc hậu. Chương 161 cháu hôn. Thẩm diệu nao nao, kiếp trước hôn nhân của nàng cũng là ép gả, nhưng do nàng chủ động ép phó tu nghi phải cưới nàng. Bị người khác ép gả. Chuyện này nàng chưa từng nghĩ đến. Tạ cảnh hành hỏi vậy làm nàng nhớ đến một chuyện. Lần này thẩm gia trở lại định kinh, không nói đến chuyện hoàng đế trả lại binh quyền cho thẩm tín, chỉ riêng quân đội la gia đã không giống như kiếp trước nghèo đến nỗi không thể nuôi quân đại phòng thẩm gia không lụn bại như mọi người dự liệu, ngược lại thực lực ngày càng hùng hậu. Hiện giờ đại phòng giống như một khối thịt béo, trong cuộc chiến đoạt đích, ai chiếm được sự ủng hộ của thẩm gia sẽ có lợi thế rất lớn. Vậy làm thế nào để ràng buộc thẩm gia? Trong chốn quyền quý, liên hôn là cách tốt nhất. Hôn sự của nàng và thẩm khâu là con đường dễ đi. Nhưng thẩm khâu là nam tử, có thể kéo dài thời gian, chỉ có nàng tuổi nghị hôn nhanh chóng qua đi, nếu không tính toán sớm, có thể bị người lợi dụng. Nếu có một ngày, vì cuộc chiến đoạt đích, hôn sự của nàng bị tranh tới tranh lui, bị người ép gả, nàng phải làm sao? Tạ cảnh hành nhìn nàng chầm chằm ánh mắt lợi hại như đau. Sẽ không có ngày đó. Thẩm diệu đáp. Nếu có, người sẽ làm thế nào? Tạ cảnh hành không tha, kiên trì hỏi vấn đề này thẩm diệu cẩn thận suy tư rồi nói vậy thì đấu thôi nếu căng thẳng quá ta sẽ tìm biện pháp để đối phương biết khó mà lui cuối cùng nếu đấu không lại thì đành chấp nhận tạ cảnh hành nhíu mày chấp nhận dù sao cũng cần phải sống mà thẩm diệu thản nhiên nói đợi gà qua rồi ta sẽ tìm cách báo thù trên đời này có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ ta cũng chỉ là một nửa tử yếu đuối không cần phải làm quân tử chết oan chi bằng giữ lại cái mạng rồi tìm cơ hội trở mình trải qua một đời thẩm diệu hiểu ra cái chết mới là việc đáng sợ nhất một khi chết rồi trần ai lạc định mọi chuyện không thể cứu vãn nàng vẫn thường suy tư nếu kiếp trước không chết mà cùng mi phu nhân đấu thêm vài chục năm chưa biết ai bại vào tay ai đâu có lẽ nàng lại thua nhưng cũng có khả năng thắng cuộc khi đó nàng sẽ thay đại phòng giải oan thay uyển du và phó minh đòi lại công bằng Tóm lại, không để phí một đời. Tạ Cảnh Hành nhìn Thầm Diệu, nàng tựa như một gốc cây bừng bừng sức sống, mặc dù trong hoàn cảnh ác liệt của ngày đông giá rét nhưng vĩnh viễn không mất hy vọng. Dù không chiếm được lợi thế ở thời điểm hiện tại, nàng vẫn kiên định từng bước leo lên, phấn đấu vì những gì mình muốn, mục tiêu rõ ràng, sẵn sàng bỏ qua tiểu tiết, tính cách như vậy hấp dẫn người khác đến mê muội. Hoàn toàn không giống một tiểu thư khuê các mới 16 tuổi. Tạ Cảnh Hành cười nhẹ, "Ngươi không hổ là nữ nhi của Thẩm Tín." Thẩm Diệu im lặng, Tạ Cảnh Hành nói tiếp, "Mấy ngày tới ta sẽ rời khỏi kinh thành, ngươi tự mình cẩn thận, nếu gặp việc khó cứ đến hiệu cầm đồ phong tiên tìm Quý Vũ thư, hắn và Cao Dương là người của ta, ngươi có thể tin tưởng bọn họ." Thẩm Diệu ngây người, kiếp trước nàng biết Cao Dương là tâm phúc của Tạ Cảnh Hành, nhưng kiếp này nàng chưa từng lộ ra kể cả lúc La Đàm được Cao Dương cứu giúp là do Tạ Cảnh Hành giao phó, nàng cũng giả vờ không biết. Nàng biết mỗi người đều có điểm mấu chốt của mình, dù Tạ Cảnh Hành không hề có địch ý, nhưng người như hắn sẽ không thích bị người khác thăm dò. Hiện giờ Tạ Cảnh Hành chủ động nói với nàng, Cao Dương là người của hắn, sự tin tưởng này chứng tỏ hắn đã coi nàng như người nhà rồi sao? Bởi vì nàng và hắn là đồng minh nên hắn đối đãi thẳng thắn nhưng hắn dựa vào đâu nghĩ nàng sẽ không bán đứng hắn thẩm diệu miên man nghĩ tạ cảnh hành không phát hiện nàng khác thường nói tiếp hoàng phủ hạo có thể sẽ gây phiền phức cho ngươi nếu có chuyện gì không tiện ra mặt cứ giao cho cao dương là được thẩm diệu cảm thấy có chút quái dị bộ dạng này giống như chồng dặn dò vợ trước khi ra ngoài thẩm diệu bị ý nghĩ này làm hoảng sợ nàng bối rối nói nhanh ta biết rồi tạ cảnh hành thấy nàng như vậy thì kinh ngạc nhưng cũng không tìm hiểu thêm hắn lại nói vài câu rồi rời đi tạ cảnh hành đi rồi thẩm diệu ngồi dưới đèn cảm giác mặt mình nóng bừng dạo gần đây mỗi khi nói chuyện với tạ cảnh hành không khí giữa hai người có gì đó rất khác lạ thẩm diệu nghĩ ngày mai phải bảo cốc vũ làm trà hoa cúc cho nàng uống giải nhiệt tạ cảnh hành trở về phủ duệ vương thấy cao dương và quý vũ thư đều ở đây Quý Vũ thư đang đút thức ăn cho tiểu hổ. Tạ Cảnh Hành liếc nhìn hắn, nói: "Đừng đút nữa." Chuyện đề cử, bệnh phú quý. Nhưng Kiều Kiều thích ăn. Gần xanh trên trán Tạ Cảnh Hành nhảy lên, không được gọi tên nó. Quý Vũ thư cảm thấy thật oan ức, hắn đứng lên, yên lặng lùi sang một bên. Cao Dương nhìn cảnh này đã quá quen, chú hổ con này rất thích ăn quý vũ thư thấy thế cả ngày đút cho nó đủ thứ của ngon vật lạ biến một chú hổ oai phong trở thành một quả cầu mập mạp ai nhìn thấy cũng phải lắc đầu cao dương đi đến bên cạnh tạ cảnh hành báo cáo công việc mọi thứ đã chuẩn bị xong ngày mai ta xuất phát những ngày ta không ở đây ngươi phải chú ý động tĩnh nhiều hơn cao dương đáp ngươi yên tâm ta nhất định chú ý thẩm ngũ tiểu thư thật tốt cũng không cần chú ý quá." Tạ Cảnh Hành lạnh nhạt nói. Cao Dương tức muốn hộc máu, Tạ Cảnh Hành đúng là khó nắm bắt. Chẳng hạn như hôm qua hắn xem thư Bùi Lang gửi Thẩm Diệu, nội dung nhắc nhở Thẩm Diệu rời xa hắn, hắn hùng hổ buộc Cao Dương mạo chữ viết lại bức thư, bỏ đi đoạn cuối, thêm vào một câu nếu Thẩm Diệu có việc gì khó khăn cứ tìm Tạ Cảnh Hành hỗ trợ, đúng là vô sỉ đến cực điểm. "Ta đã biết, Cao Dương phe phẩy cây quạt, nói Nói cách khác, nàng gặp rắc rối ta cản phía trước, nàng giết người ta làm cây đao. Không cần phiền toái như vậy. Tạ cảnh hành câu môi nói, thẩm ra đang có hôn sự, nàng tạm thời bận rộn, không có thời gian đi giết người. Từ hôm đó, tạ cảnh hành không xuất hiện, chỉ có Hoàng Phủ Hạo vẫn lưu lại minh tế để tiếp tục điều tra cái chết của Minh An. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến ngày thành thân của thẩm nguyệt mùng tám tháng chạp là ngày hoàng đạo thiên thời địa lợi nhân hòa hôm nay đại công tử nhà vương ngoại lang thành thân thê tử là đích nữ nhị tiểu thư thẩm phủ tên gọi thẩm nguyệt đại phòng tách ra ở riêng nhị phòng sau khi thẩm nguyên bách bị bệnh đậu mùa chết đi thẩm viên giết tôn tài nam bị xử trảm thẩm quý bị hạ thuốc tuyệt tự thẩm gia hiện giờ đã không còn hưng thịnh như xưa tuy vậy nhà vương ngoại lang kết giao rộng rãi Thẩm Vạn lại coi trọng mặt mũi nên hôn sự này tổ chức rất náo nhiệt. Thẩm Nguyệt là tài nữ nước tiếng kinh thành, Vương Bật học thức uyên bác, tiền đồ như gấm, đúng là một đôi trai tài gái sắc. Bên trong Thẩm phủ, Thẩm Nguyệt đã trang điểm xong xuôi, nàng đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ còn lại Thẩm Đông Lăng. Hôm nay Thẩm Đông Lăng ăn mặc cũng rất lộng lẫy, nàng vốn là một mỹ nhân yêu kiều, bình thường không ra ngoài nên bị che giấu hiện giờ trang điểm tỉ mỉ càng lộ ra vẻ đẹp vô song. Nhưng Thẩm Nguyệt không có tâm trạng thưởng thức hoặc đố kỵ, nàng kéo tay Thẩm Đông Lăng, mau lên, mau thay quần áo. Mấy ngày nay trước mặt Trần Nhược Thu, Thẩm Nguyệt giả vờ đã chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng bên trong đã âm thầm cùng Thẩm Đông Lăng chủ tính kế hoạch cháo hôn. Càng tiếp xúc với Thẩm Đông Lăng, Thẩm Nguyệt càng thấy nàng quả thật ngờ nghịch, rất dễ lừa, so với Thẩm Diệu trước kia còn ngu xuẩn hơn. Thẩm đông lăng luống cuống tay chân thay quần áo, nhỏ giọng nói, nhị tỷ, ta sợ quá. Đừng sợ, thẩm nguyệt lo lắng vào thời khắc mấu chốt thẩm đông lăng đổi ý, nhanh chóng trần an, ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ nói rõ với cha mẹ, việc này do ta dựng lên, ngươi sẽ không bị liên lụy. Chỉ cần qua hôm nay, ngươi là thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận nhà vương ngoại lang, ai cũng không dám xem thường ngươi. Thẩm Nguyệt lấy thân phận ra dụ dỗ, quả nhiên nét sợ hãi trên mặt Thẩm Đông Lăng biến mất, hai gò má đỏ ửng, Thẩm Nguyệt âm thầm khinh thường, nếu không phải bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn cho Thẩm Đông Lăng cơ hội tốt như vậy, nhưng trong hoàn cảnh này, nàng chỉ có thể bố thí danh phận này cho Thẩm Đông Lăng. Vừa mới thay xong trang phục, bên ngoài đã có tiếng bước chân. Thẩm Nguyệt vội vàng trốn sau bình phong, Thẩm Đông Lăng với lấy chiếc khăn voan trùm lên đầu. Nhà Hoàn Thẩm Nguyệt bước vào, dìu Thẩm Đông lăng ra cửa. Trần Nhược Thu vốn định trước khi lên kiệu sẽ dặn dò Thẩm Nguyệt mấy câu, nhưng thấy Nha Hoàn dìu tân nương thẳng đến kiệu hoa, không hề có ý định ngừng lại, trong lòng Trần Nhược Thu có vài phần khổ sở, con gái mặc dù đồng ý lên kiệu hoa nhưng vẫn thầm oán phụ mẫu, nàng tuy là mẹ, chuyện hôn nhân này nàng cũng không có quyền quyết định a. À. Trước mắt quan khách, nàng cũng không dám thất lễ liền hòa cùng dòng người đưa cô dâu ra cửa cỗ kiệu dần dần đi xa hướng về phủ vương ngoại lang trần nhược thu đang định sắp xếp một chút rồi cũng đến phủ vương ngoại lang làm khách thì thấy thường tại thanh đi tới trong phủ có chuyện vui để tăng hỉ khí thường tại thanh cũng mặc kiện váy màu hồng phấn so với bình thường mặc áo xanh đơn giản thì xinh đẹp trẻ trung hơn nhiều ẩn ẩn vẻ diễm lệ thường tại thanh cười nói nhị tiểu thư gà ra ngoài sau này nhất định có tiền đồ. Trần Nhược Thu nhìn thấy Thường Tại Thanh, giật mình nhớ đến bản thân dường như lâu rồi không gặp nàng. Dạo trước Thường Xuyên gặp mặt trò chuyện, sau đó nàng bận rộn hôn sự Thẩm Nguyệt, cũng không thấy Thường Tại Thanh đến tìm. Hôm nay nhìn thấy Thường Tại Thanh mặt mày sáng sủa, lấp lánh ánh sáng, so với trước đây càng thêm quyến rũ, trong lòng chợt động, cười hỏi: "Thanh muội gần đây có thường đến thăm Đại Tẩu không?" Thường Tại Thanh lắc đầu, cười nói, không thường đi. Đại phu nhân và tướng quân quá bận rộn, không có thời gian cùng ta nói chuyện phiếm. Trần Nhược Thu nghĩ thường tại Thanh đang nói dối, có lẽ nàng thẹn thùng, vỗ nhẹ tay nàng nói, Thanh muội hiểu ý làm người ta yêu thích như vậy, dù có bận thế nào cũng phải rút thời gian trò chuyện với người A. À. Hôn sự thẩm nguyệt đã yên, vài ngày tới rảnh rỗi phải hỏi thăm tình hình thường tại Thanh tiến triển thế nào thẩm nguyệt gả cho nhà họ vương là chuyện bất đắc dĩ tuy nhà bọn họ tốt nhưng dù sao vương bật cũng không phải người trong lòng của nữ nhi trái lại thẩm diệu trải qua nhiều nạn tai vẫn có thể phong sinh thủy khởi dựa vào thế lực của thẩm tín thẩm diệu hoàn toàn có khả năng gả cho hoàng tử nghĩ tới ao ước cả đời mà thẩm nguyệt không đạt được với thẩm diệu lại dễ như trở bàn tay trong lòng trần nhược thu không cam tâm La tuyết nhạn nữ nhân thô bỉ như vậy lại có khả năng thỏa mãn ước vọng của con cái. Trần Nhược Thu là mẹ lại không làm được, càng thêm bất hận. Thường Tại Thanh đã được La Tuyết Nhạn coi trọng, giờ chỉ cần nghĩ biện pháp để Thường Tại Thanh vào thẩm trạch thì ngày tháng sau này của La Tuyết Nhạn và Thẩm Diệu sẽ không dễ dàng. Con người luôn luôn ích kỷ, khi mình đang chắc chờ, thấy người khác thuận lợi thì trong lòng phát sinh đủ thứ ghen tị hận. Trần Nhược Thu hận không thể nhìn thấy La Tuyết Nhạn mất hết tất cả, ôm đầu khóc giống mà lúc này người có thể làm được việc ấy chỉ có thể là thường tại thanh nàng lôi kéo thường tại thanh cười nói đi thôi thanh muội cùng ta đến nhà vương ngoại lang làm khách ta luôn dặn dò nguyệt nhi phải đi theo ngươi học hỏi vài phần khí độ không ngờ chưa kịp học đã phải thành thân làm ta rất tiếc nuối a à. thường tại thanh đi theo xuất giá rồi thì có phu quân đau nàng thương nàng nhị tiểu thư vận khí tốt sẽ gặp nhiều may mắn xem cái miệng ngọt của ngươi, toàn nói điều tốt lành. Trần Nhược Thu nhìn túi thơm treo bên hông Thường Tại Thanh, nói, túi thơm này kiểu dáng thật khác biệt. Thường Tại Thanh tháo xuống, đưa cho Trần Nhược Thu nói, chỉ là chút đường may thô thiển, nếu phu nhân thích, xin tặng phu nhân. Trước giờ Trần Nhược Thu luôn thích những món đồ văn nhã tinh xảo, thấy túi thơm này yêu thích không buông tay, nên không từ chối. Nàng đặt lên mũi nhẹ cười, vui vẻ nói, mùi thật thơm, đây là hương liệu gì? Thường tại thanh mỉm cười, ta không nghiên cứu về hương liệu, đây là lá trà, ngày thường mệt mỏi có thể giúp tinh thần tỉnh táo, làm phu nhân chê cười rồi. Tâm tư thanh muội khéo léo, ta rất thích túi thơm này, nào dám chê cười. Hai người nói cười ra cửa. Hôn sự của Thẩm Nguyệt và Vương Bật có thể nói là chuyện vui lớn của cả kinh thành. Vương gia đối với hôn sự này rất coi trọng, nâng kiệu hoa dạo một vòng quanh kinh thành. Kiệu hoa đến trước cửa hiệu cầm đồ phong tiên. Trên lầu, quý vũ thư đang ăn điểm tâm, vừa ăn vừa nói, đám cưới này thật là náo nhiệt a. À. Cao Dương ngồi đối diện hắn, phe phẩy cây quạt nhìn thoáng qua đoàn rước dâu phía dưới, tiếng kèn tiếng trống ẩm ỉ tận trời. Hắn ghét bỏ đóng cửa sổ, nói, tân nương còn cháo được, náo nhiệt thì có ích gì, chỉ là một trò khôi hài. Ta rất hứng thú với kết quả trò hai này nha. Tốt nhất là náo động ba ngày ba đêm. Quý vũ thư không sợ thiên hạ đại loạn, chỉ sợ không có chuyện để hóng. Hắn nói, nhưng mà thẩm ngũ tiểu thư không có động tĩnh gì nhỉ? Tạ cảnh hành trước khi đi đã dặn dò bọn họ chăm sóc thẩm diệu, nếu nàng có hành động gì phải toàn lực tương trợ. Giao thiệp hơn hai năm, quý vũ thư dần dần hiểu tính tình thẩm diệu, bề ngoài nhìn rất ôn hòa kỳ thật không dễ đối phó, thẩm ra đối với đại phòng vô tình vô nghĩa, nay có trò hề thế này lẽ nào thẩm diệu không thêm mắm dặm muối. Cao Dương cười lạnh, hiện tại thì không, nhưng sắp tới nhất định có. Quý Vũ Thư lau miệng, hình như ngươi có thành kiến với thẩm ngũ tiểu thư, ta thấy nàng rất tốt, con người hào phóng, bộ dạng lại thanh tú, sao ngươi cứ bới lông tìm vết, đại phòng đó đâu gây phiền toái gì cho ngươi. Không gây phiền toái, nghe vậy cao dương đau ngực thái độ hỉ nộ vô thường của tạ cảnh hành làm bọn họ chạy theo đã rất khổ sở biểu tỷ kia của thầm rượu cũng không phải đèn cạn dầu cao dương chưa từng gặp qua bệnh nhân nào khó chơi như vậy hắn học thức uyên bác có tài y lý tuổi trẻ đã nhậm chức quan nàng lại dám gọi hắn là đại phu như một thứ dân bình thường quả thật không làm người ta cao hứng quý vũ thư không để ý cao dương đứng dậy sửa sang lại quần áo thản nhiên nói mặc kệ, cứ chờ xem kịch vui đi. Huyền náo càng lớn càng tốt, như vậy khi tam ca trở về, cũng không cảm thấy nhàm chán. Hôn sự của thẩm nguyệt, thẩm vạn muốn dạng dỡ mặt mày nên vẫn gửi thiệp mời, nhưng đại phòng thẩm trạch không ai đến dự, cả nhà thẩm tín đều là người thẳng thắn. Sau chuyện thẩm lão phu nhân bày mưu tính kế hôn sự của thẩm khâu và thẩm diệu với anh em nhà họ kinh, La tuyết nhạn đã vô cùng ghê tởm, không muốn qua lại với thẩm gia nhìn thái độ này người ngoài cũng biết hai nhà đã thật sự đoạn tuyệt không còn đường cứu vãn dù sao hôn sự này cũng đã thành còn thành rất hoành tráng sáng sớm hôm sau vạn di nương tỉnh dậy không thấy thẩm đông lăng hôm qua nàng đến tam phòng phụ giúp lễ cưới về trễ nhà hoàn nói nàng quá mệt mỏi nên đi ngủ vạn di nương cũng không quấy dày nàng sáng nay vạn di nương cố ý xuống bếp hầm tổ yến bồi bổ cho thẩm đông lăng đến phòng nàng gõ cửa. Trong phòng không có ai trả lời, vạn di nương vừa mở cửa vừa nói, đông lăng, di nương mang canh đến cho ngươi. Trên gường có người đang nằm, nghe động tĩnh liền ngồi dậy. Vạn di nương ngẩn ra, thất thanh kêu lên, nhị tiểu thư, sao ngươi lại ở đây? Hôm qua là đám cưới của thẩm nguyệt, sáng nay đúng ra nàng phải ở nhà vương viên ngoại, sao lại xuất hiện trong viện thẩm đông lăng? vạn di nương nhìn nhìn xung quanh vẫn không nhìn thấy con gái dù không thông minh nhưng với linh cảm một người mẹ nàng run giọng hỏi nhị tiểu thư đông lăng đông lăng đâu đông lăng đi đâu rồi thẩm nguyệt cúi đầu trong mắt chuyển động mấy vòng đến khi ngẩng đầu lên trên mặt đã đầy nước mắt thẩm nguyệt khóc nói không biết ta cái gì cũng không biết ta muội đến kính rượu ta uống xong sau đó ta không biết gì nữa Trước mắt vạn di nương tối sầm, thẩm phủ như nổ tung. Tại vinh cảnh đường, tất cả mọi người tụ tập. Thẩm lão phu nhân tức giận cực điểm, nhìn vạn di nương gào lên, người dạy ra một nữ nhi thật tốt a. À. Thẩm quý đứng một bên, vốn muốn giải vây một chút, hiện giờ vạn di nương là người duy nhất còn con cái với hắn, bình thường nàng rất dịu dàng, nhu thuận, dù hắn đam mê nữ sắc vẫn có tình nghĩa với nàng nhưng nhìn vẻ mặt phẫn nộ của tam đệ và tam đệ muội lời đến miệng lại nốt xuống thẩm đông lăng tính kế thẩm nguyệt thay nàng xuất giá chính thẩm quý cũng không ngờ thẩm đông lăng thường ngày nhát gan lại làm chuyện động trời như vậy thẩm quý sẽ không vì một đứa con gái mà đắc tội tam đệ của mình dù đứa con gái này là huyết mạch duy nhất vạn di nương vừa khóc vừa dập đầu nói lão phu nhân minh giám tam tiểu thư rất nhát gan trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, dù có cho nàng một trăm lá gan, nàng cũng không dám làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy a. À. Ý ngươi nói Nguyệt Nhi vu oan cho tam tỷ của nàng. Vạn Di Nương, lời này thật quá ác độc. Sắc mặt Trần Nhược Thu xanh mét. Thẩm lão phu nhân ngày thường không ưa Trần Nhược Thu, kéo theo cả Thẩm Nguyệt cũng không được yêu thích. Nhưng dù sao Thẩm Nguyệt cũng là đích tôn nữ, bị một thứ tôn nữ đoạt việc hôn sự, nói ra cũng mất mặt, mẹ nào con nấy, đúng là thứ bại hoại gia phong. Vạn Di Nương nhìn Thẩm Nguyệt, nhị tiểu thư, người và Tam tiểu thư tình cảm tốt, người nói giúp Tam tiểu thư vài lời đi, nàng không phải người như vậy, đúng không? Vạn Di Nương khẩn cầu nhìn Thẩm Nguyệt, nàng không thể tin Thẩm Đông Lăng lại làm chuyện dại dột như vậy. Từ nhỏ Thẩm Đông Lăng đã là người có chủ kiến, nhiều thời điểm Vạn Di Nương lúng túng, chính con gái đã chỉ điểm cho nàng. Với tài trí như vậy, nếu không phải từ trong bụng Di Nương chui ra, thân phận có hạn chế thì nhất định sẽ không thua bất kỳ vị đích tiểu thư nào ở Thẩm phủ. Tuy mấy ngày trước có nghe Thẩm Đông Lăng nói hôn sự của Thẩm Nguyệt là một cơ hội, nhưng Vạn Di Nương không bao giờ nghĩ tới cục diện này, làm như vậy sao Vương gia và Thẩm gia có thể để nàng sống yên? Nghe Vạn Di Nương cầu xin, Thẩm Nguyệt khóc, "Vạn Di Nương, ta cũng không hiểu sao lại thế này." Ta muội bảo tỉ muội sắp chia xa, nàng muốn kính ta một chén, sau đó ta liền hôn mê, đến khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Ta tin tưởng tam muội không cố ý. Nhưng vì sao lại thế này, ta thật sự không hiểu a. À. Lời của Thẩm Nguyệt thể hiện sự ngây thơ, trong sáng, bị người ta tính kế vẫn một lòng tin tưởng, đồng thời cũng thể hiện chuyện này nàng không liên quan, toàn bộ là do Thẩm Đông Lăng sắp đặt. Vợ chồng Thẩm Vạn nghe vậy càng thêm âm trầm, thầm quý cau mày, vạn di nương tuyệt vọng ngã ra đất. Việc cấp bách hiện giờ là tìm cách giải quyết. Thường tại thanh nhẹ giọng nói. Nàng là người ngoài, không tiện xen vào câu chuyện, chỉ có thể nhắc nhỡ. Hiện giờ phải ăn nói thế nào với nhà họ vương? Thẩm lão phu nhân nhanh chóng quyết định, đi, nhanh đi thương lượng với vương gia, bảo bọn họ đuổi tam nha đầu về đây rồi tính tiếp. Bắt vạn di nương giam lại cho ta, mũi giải lái chịu đòn, nàng là mẹ mà không dạy được con, xứng đáng nhận trách phạt. Thẩm Nguyệt nghe vậy trong lòng gấp gáp, không ngờ Thẩm Đông Lăng còn có thể trở lại, như vậy nàng vẫn phải gả đến vương gia ư. Nàng trăm phương nhìn kế, vậy mà cũng không xoay chuyển được tình thế. Vợ chồng Thẩm Vạn nghe vậy nguôi ngoai phần nào, Thẩm nghĩ phải tra tấn Vạn Di Nương một phen, sau đó bán đi, tránh nhìn thấy lại chướng mắt. Trước mắt Vạn Di Nương đen kịt, nếu đem thẩm đông lăng về thẩm ra coi như đã gả một lần nàng là thứ nữ dù có oan ức gì cũng sẽ trở thành vật hy sinh một đời xem như bị hủy a à. cục diện đang rối loạn hạ nhân bên ngoài vào báo có người của nhà họ vương đến phần này đến đây là hết rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hãy nhấn like và nút chuông để cập nhật các video mới nhanh nhất nhé